Bây giờ thì nhạc phẩm kế tiếp đó là nhạc phẩm cũng rất là quen thuộc, cũng lâu lắm rồi, nhưng mà Phi Nhung muốn quý vị nhớ lại và các em nhỏ cũng sẽ biết bài hát này, đó là bài hát Mong Chờ của nhạc sĩ Xuân Tiên, còn cùng vũ đoàn Lửa Việt. Phi Nhung xin mời quý vị cùng thưởng thức. Xin cảm ơn, cho một tràng pháo tay đi. Thank you. Trăng lên cao đang soi sáng dòng núi giang kia như lơ đãng, mặt biển bồng bềnh theo bóng thời gian. Thuyền ơi sao lên đến trôi mãi về đâu, ngang qua ấy dừng lại để tôi nhắn vài câu. Kìa chim ăn đêm kêu sao xa, lòng tôi đang vâng khuâng ngơ ngác nhìn mây bay tan tan vì đâu. Đàn ai buông tơ bên trắng ngập ngừng trong nắng và hàng ta. Nhìn theo xa xa ai buông lái mà đi sao không dừng lại để người chờ như hoa héo màu phai. Để người chờ như hoa
để người chờ như hoa héo màu vàng.